Đây livestream cho mọi người biết xem là tại sao máy Xerox phải đẳng cấp đến vậy. Chạy thử 50 tờ nhé. Một mặt này nó sẽ không kẹt một tí nào cả, cho nên máy Xerox rất là lành. Chạy thôi. Đây mình thử bản, thử một bản da màu rất là đẹp, đen, độ đen có sắc nét, rất là sắc nét luôn. Đây mình in một bản màu cho nên nhiều khi nó sẽ bị đậm hơn. In một bản màu. Bây giờ mình sẽ chạy 50 tờ. Đây, 50 tờ. Máy chạy rất là êm. Gần như là không có tiếng động gì cả. Chỉ có tiếng giấy ra thôi. Tiếng giấy ra thôi. Đấy. Chạy rất là êm luôn. Hình thức rất là đẹp. Ở đây thì cái ánh sáng đây nó không đủ, cho nên có thể là cảm thấy là nó hơi tối thôi, nhưng mà thực chất ra cái vỏ của nó rất là mới. Đấy. Chạy rất nhẹ nhàng. Mình sẽ zoom hẳn ở đây nhá, nghe cho các bạn nghe tiếng. Đấy. Nó ra rất đẹp luôn. Ở đây ánh sáng nó không đủ. Ánh sáng nó không đủ cho nên là nó không ấy, nó không sáng lên. Ở ngoài nhìn sáng lắm. Êm, rất là êm luôn. Làm văn phòng thì rất là sướng. Ngồi bán máy này thì thường bạn sẽ cho các bạn ở văn phòng dùng. Máy thì không chê được. Từ hình thức, chất lượng. Ở đây không sáng, nó không tới. Mình sẽ lúc nào đó mình sẽ làm một cái video khác để like, để cho các bạn xem là nó đẹp đến mức độ nào, mà tại sao dân văn phòng cứ thích dùng Xerox là vậy. Rất là êm, không kẹt. Chạy 50 bản không bao giờ kẹt luôn. Con này hiện tại đang tốc độ 25 trang một phút. Bên mình thì có cả cái tốc độ 30-35 trang. Máy hình thức đẹp lắm. Đẹp ơi là đẹp. Đây thì có live stream để cho một cái anh, xin lỗi mình không muốn nói tên, để anh biết là máy chạy rất là ổn. Đấy.